mình làm gì vậy? Nãy giờ kêu mình lột có trái quýt thôi mà mình nãy giờ mình ăn 8 muối, anh ăn có 1 muối à. Hồn vía mình để đâu á? Hả? Có chuyện gì nói nghe coi. Có một cái chuyện này sao mà khó nói quá à. Nè, mình đừng nói với anh là mình làm á hả, đang ủ mưu á, làm cái chuyện kinh thiên động địa nghe. Trời, ông xã biết luôn hả? Trời ơi, sao không biết? Anh là chồng của em anh không biết hả? Xin lỗi ha, em hỉ mũi, em hắt hơi một cái anh cũng biết là em muốn cái gì nữa. Chứ đừng nói, chỉ cần em đi ngang thôi, em liếc mắt em nhìn anh thôi, anh cũng biết em muốn cái gì nữa. Mà sao, có chuyện gì nói đi. Đừng nói anh là em có bầu nha. Trời đất ơi, nó còn dữ hơn có bầu nữa đó. Cái gì? Vậy là sinh đôi hả? Sinh đôi hả? Cái gì vậy? Dữ hơn sinh đôi nữa. Cuối cùng là chuyện gì mà nói cho anh biết coi. Em phải đi thi, giờ em nghe anh nói. Thầy đi chứ. Đây ngồi. Có ba có mẹ bây giờ. Ba mẹ là ngồi làm chứng. Con khuyên vợ con đi thi. Ờ. Đó. Đi thi hoa hậu. Con có chồng rồi, tự nhiên bây giờ đi lên thi hoa hậu ai người ta xem. Con chỉ muốn là một người phụ nữ có tri thức chứ không phải là một cái bình bông gì đó. Không, anh hiểu không? Nhưng mà con đẹp mà, con đi thi là đúng rồi. Mẹ ủng hộ con. Con cần cho cả thế giới thấy cái nét đẹp của con chứ. Cái cuộc thi em phải đi thi bởi vì em là một người đẹp người, đẹp nết, đầy đủ cái trí tuệ để thi, thấy không? Ai mà lượn lờ lên khoe chân khoe cẳng cho đàn ông khác người ta xem. Nè. Bây giờ tới ba nói, ba thấy cái chuyện này tụi con sai sai thì sao? Sao tự nhiên con kêu vợ con đi thi hoa hậu á? Hoa hậu là ta dành cho những cô gái chưa có chồng. Còn vợ con nó có chồng rồi thì lấy cái gì mà đi thi? Rồi ai người ta xem. Ba nè, ba không có hiểu, tại con chưa có nói rõ hết ý. Cái cuộc thi mà con kêu vợ con đi thi là cuộc thi hoa hậu quý bà. Là phụ nữ có chồng mới được đi thi. Còn ai chưa chồng là không bao giờ được tham gia hết. Anh... À, cái cuộc thi ở phường mình đó phải không? Đúng rồi. Ôi nhưng mà vấn đề là em còn trẻ này, tự nhiên gọi em làm hậu quý bà. Em chỉ là quý cô thôi. Đây nè, bây giờ tụi con phải học hỏi mẹ con. Đời nào mẹ con để tâm tới mấy cái chuyện mà thi hoa hậu gì đâu. Mẹ con đẹp người đẹp nết đúng không? Nhưng mà không bao giờ mẹ con để tâm đi thi đâu. Ví dụ như mấy cái cuộc thi hoa hậu quý bà là hợp với mẹ con. Còn con Nhã thì nó còn trẻ, không có quá hợp trẻ. Mà mẹ con mà lên sân khấu cũng không được luôn. Người ta bỏ chạy hết. Rồi cái bà 7, bà 8 gì rồi đi thi với mình. Trời ơi, mấy bà đi thi chắc anh chết luôn á. Anh nói một đống luôn á. Bà đó khùng á, tới ai mà đi thi. Ừ, đâu có. Già lớn, đi thi kỳ cục. Mẹ, có nha. Cái này bữa là con thấy nha. Con thấy là bữa đó mẹ bàn tán cái chuyện gì với bà 7, bà 8 nè. Làm như rủ nhau đi thi á. Mẹ làm gì với chị mẹ đi thi? Đâu, mẹ... Đúng mà. Cũng có xì xầm, nhưng mà xì xầm là suối là đừng có đi thi. À, ai người ta đi thi rồi anh là... Cô, con xong việc cho cô rồi nè. Con giỏi lắm nha, cho cô thi đầu tiên luôn. Trời, giỏi quá vậy. Thi gì vậy? Mình thi gì vậy? Thi phụ nữ làm đàn. Ủa gì kìa vậy cô? Đi được, trời ơi, tao biết tao thi rồi, biết rồi. Cô trời, đã thi cái cuộc thi này rồi, tự nhiên bây giờ cô đăng ký thêm một cuộc thi nữa sao? Thì hai cái cuộc thi nó thi trùng giờ với nhau rồi, thành ra giờ biết thi đâu. Trời đất ơi, trời đất ơi, chị thi mà tới hai cuộc thi mà thi dữ vậy mình? Trả tiền nhà đi. Thằng Thắng này chưa có trả tiền nhà, đi lên lầu lấy tiền nhà. Nói. Ủa? Nói cuối cùng mình để cho nói. Dùng đứng lại. Lấy cái tiền nhà, trả cái tiền nhà. Nói cái chuyện nhà để sao đi bây giờ. Dùng. Bây giờ thắc mắc là mẹ tôi đăng ký thi cái cuộc thi gì? Cái thi mà cái con này. Con không ngờ cô luôn mấy em. Con có đối xử với con vậy hả? Con tức quá mà. Cái gì? Đi ra cô nè, cô nói là bây giờ cô đi thi cái cuộc thi hoa hậu quý bà. À. À, cô mới nhờ con đi đăng ký hồ sơ cho cô. Con trời ơi, mà cô hứa là cái hồ sơ này nè, con làm xong cho cô là cô cứng cho con 2 tháng tiền nhà. À, bây giờ coi cô lật kèo vậy đó coi được không? Trời đất ơi, cô kỳ, cô lớn rồi. Cô nói chuyện, cô ăn nói cái gì ra cũng phải giữ lời chứ. Cô biết là con cực khổ lắm không? Con chen với người ta rồi, mồ hôi một cây hôi rình à. Đã vậy hả, nắng nôi nữa. Trời, con năn nỉ, con muốn gãy lưỡi luôn. Con muốn chen, con bon chen mới được cho cô là thi ngay là cái số báo danh là 01 luôn. Thôi bây giờ con đi ngủ đi. Coi như là con được miễn phí 2 tháng tiền nhà. À, giờ chú nè, với hai anh chị là làm chứng cho em rồi đó, nghe chưa? Cô biết không, con theo dõi bà 7 với bà 8 nha. Con thấy mấy bữa nay là hai bà đi ra chợ,
mua 2 bộ đồ bộ. Chết cha. Màu gì? Màu hường với màu tím. Mà bông không. Trời đất, không lẽ năm nay chủ đề là hoa hậu quý bà mà là thi đồ bộ? Cái kiểu này kiểu như là mấy bả là khớp với cô rồi, cho nên là ý là giống như muốn bỏ cuộc vậy đó. Đảm bảo là coi như cô hơn rồi, cô vượt mặt mấy bả rồi. Thôi thôi thôi, thôi con à, con đừng có khinh địch. Biết đâu á là mấy bả chỉ là ngụy trang vậy thôi, để cho mình giống như là mình lơi là ra, mình bị chủ quan, con hiểu chưa? Chứ thực ra là mấy bả đã đi đặt những nhà thiết kế nổi tiếng may những bộ đồ lộng lẫy. Thậm chí á, mấy bả còn đi tút tát từ trên xuống dưới. Thậm chí đó là có thể là bơm bích một cái gì đó từ nhỏ mà bơm thành lớn không chừng đó con. Ê cha, cô nói cái này con mới nhớ nè. Nhưng mà không phải là bà 7 với bà 8 mà là bà 9. Dạo gần đây là con thấy bà 9 bà hay lui tới một chỗ. Bà Chính hả? Dạ. Bà đi tới thẩm mỹ viện đúng không? Chính xác luôn. Nhưng mà bà không có vô thẩm mỹ viện, mà bà vô cái trung tâm máy ấm tình thương nằm kế bên thẩm mỹ viện. Ê trời, mà công nhận ta nói nha, cái bà Chính đó hả, bà vừa đẹp người mà vừa đẹp nết nữa. Người đâu mà tốt dễ sợ, đã đẹp rồi mà còn có tấm lòng nhân ái bao dung nữa. Tối ngày là thấy hả, đi vô đó rồi chăm sóc mấy em nhỏ. Có khách kìa mình, bà hỏi tao uống gì mình. Trời, quán xá nhìn được quá ha. Ngồi đây nè, ngồi đây nè chị. Ngồi đây nè chị. Chào chị. À, xin lỗi, đây có phải nhỏ thi hoa hậu không? Trời đất ơi, tôi về mà kêu tôi nhỏ trời. Không nói nào ngay cũng vui trong bụng, nhưng mà kêu nhỏ thì hơi bị lố. Tao đẻ ra mày đó mày ơi. Trời ơi, mở cái miệng ra thấy rớt liền rồi. Ứng xử vậy là rớt liền rồi. Chứ ai đây vậy? À, mình đây là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của mình. Anh mời tới đây để mà thiết kế cho mình để mình đi thi đó. À hả? Vậy đó hả? Ừ đó. Sao bà thấy thương sao? Cái gì mà cứng mặt bộ vậy mà đi thi đó. Trời ơi, chắc chết. Trời ơi. Thấy chưa? Hễ mà cái con nào mà đi thi hoa hậu gặp tôi là cũng sẵn y chang vậy nè. Nghĩ làm sao vậy trời, người ta thiết kế thời trang cái này là cái gì biết không? Unisex, phi giới tính. Mà thấy người thường có ai bận đồ như tôi không? Bởi vậy tao nói kìa, anh nhìn thử coi. Rồi hai anh rảnh nhìn thử coi nè. Trời ơi, thời buổi này ai đâu mà như chị không? Trời ơi, mặc đồ màu tím hoa sim. Trời ơi, băng đồ màu tím. Trời ơi, gớm quá anh ơi. Đó, bây giờ tính là tính sao? Tính cái kiểu, bây giờ tính tiền là tính như thế nào? Nếu mà cho trả góp thì là có thể đó, nhưng mà nếu mà theo kiểu mà trả liền tay là không ấy đâu. Tại vì quán cà phê thì buôn bán cũng được, cho nên là bây giờ nếu mà cho trả góp hàng tháng thì tôi gom lại tôi trả cho chị. Ủa, cho anh. Nữa, câu đầu bà nói chị là đúng rồi, tự nhiên câu sau bà nói anh nghe gì dễ sợ hả? Ủa vậy hả? Ừ, ý là bà định tính trả góp hả? Ừ. Rồi bà lấy tiền bán cà phê, buôn bán rồi bà gom hàng tháng cho tôi. Ừ. Dạ, quán bà bán đắt quá, bộn dễ sợ, sáng giờ có hai thằng nói. Trai, uống tiếp đi hang, lát nữa con nói chuyện. Trở lại vấn đề nè, tôi nói trả góp phải không? Thôi cũng được đi, tôi đồng ý đó. Rồi, tháng 500. 500 đô. Không, 500 ngàn á. Ngàn. Nè, em cho chị nói gì? 500 ngàn á, chị chỉ em chỗ. Thôi nói nó hợp phong cách thời trang của em, đúng giá tiền luôn. Baco Fashion. Baco Fashion. Ủa sao cái tiệm này cái hiệu lạ vậy chị? Phải cái dân mà sành thời trang của Sài Gòn này người ta mới biết. Baco là chợ bàn cờ, ra chợ bàn cờ lựa đồ cho nó rẻ em. Ủa? Bàn cờ ở đó là bán đồ cũ không ạ? Ừ, ra lựa cho nó hợp 500 ngàn. Nhưng mà thôi, vợ tôi đâu có mặc đồ cũ gì được. Thôi, muốn mặc đồ mới phải không? Vợ đêm, Ha Thota. Thôi, hai tôi ta là chợ hạnh thông tây gò giáp á. Thôi. Luôn. Bây giờ mấy cái nhãn hiệu đó vợ tôi không có xài. Bây giờ tôi chỉ cần anh thiết kế cho vợ tôi bao nhiêu tôi cũng trả. Vậy thì tôi đồng ý. Mẹ thân yêu. À, mẹ đậu hoa hậu à đúng không? Hoa hậu đúng không? Đúng không? Đúng không? Nó cười cái cài. Đậu rồi, đậu đúng rồi. Không? Đậu rồi. Yeah. Có đậu rồi. Chưa. Nhưng mà là hoa hậu của ba con. Làm sao? Nói chung là cái vấn đề ấy, là mẹ rõ ràng là mẹ lẽ ra được hoa hậu. Nếu như mà cái gì 2, gì 9, gì 8, gì 7, gì 10 đấy không đi thi thì là mẹ đã là hoa hậu. Cũng tại ông không á. Bực mà
lên ha. Tự nhiên hứa mai đồ cho vợ tôi, bây giờ tự nhiên cái muốn quỷ quỷ đó, vợ tôi ăn mặc đồ không ra gì vậy, cuối cùng vợ tôi lọt rồi đó, thấy không? Nè, người đàn ông thứ hai trong gia đình, ông im lặng ông nghe nè. Nè, cô bông hậu thi rớt, cô đứng lên cô thi ứng xử lại tôi coi coi. Cô nói cho tường tận coi, câu hỏi của cô có nội dung như sau: cô tự tới tiệm tôi hủy hợp đồng đúng hay sai? Em tự hủy hợp đồng. 10 điểm, khỏi thi, hỏi sao trả lời vậy, thấy chưa? Bây giờ nhiệm vụ nè, bu lại với nhau, thống nhất ý kiến rồi trả tiền bản vẽ cho tôi. Có tiền bạc vậy đó. Bây giờ tôi thấy vậy nè, anh cứ để dành cái bản vẽ đó đi. Năm nay mẹ tôi không xài tới, thì năm sau mẹ tôi sẽ xài. Tại năm sau mẹ tôi đi thi tiếp mà, để dành đi. Nếu mấy người không trả, tôi quyết định tôi không đòi nữa. Tôi sẽ đem bộ đồ này qua Thái Lan cho qua hậu voi bận, chứ người Việt Nam ai mà bận. Có chịu nổi không? Ủa mà sao vậy, mình sao tự nhiên mình hủy cái cuộc thi mình thích không hả mẹ? Lẽ ra mẹ mặc cái bộ đầm dạ hội đấy là không hoa hậu thì cũng đã là á hậu rồi. Không, mẹ quyết định hủy là tại vì á, thiệt á, anh á, anh cứ chiều em không chiều nhiều cái chiều vô căn cứ luôn á. Mẹ được chồng chiều đã là sướng, như anh Tú đó còn đòi chả bao giờ cho cái gì hết. Con à, cái gì chiều đúng thì thôi, chứ cứ chiều sai á, mẹ nói thiệt á, thành ra cả nhà làm sai theo mẹ đó. Anh có biết là những cái người kia họ đạt á, không phải là do hình thức bề ngoài đâu. Anh cứ lo cái hình thức bề ngoài vậy nè, rồi đôi khi mình quên mất cái bên trong. Anh có biết là mấy chị đó đó, mấy chị đâu có mặc đồ đẹp như em đâu, không có luôn. Không có cần phải đi tắm trắng, không có cần phải là mướn người về làm tóc hay trang điểm. Nhưng mà mấy chị á, đạt được hoa hậu là tại vì người ta thực sự cái tâm hồn người ta là hoa hậu. Mình hiểu không? Về cái ứng xử đó, về cái thân thiện với mọi người xung quanh đó. Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Từ đây về sau á, không cần phải thi hoa hậu đâu. Tú, mang hàng ra đây. Chờ chút nha. Gì vậy? Nhanh lên. À, mẹ à, từ đây trở đi mẹ không cần tham gia bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào nữa, bởi vì mẹ đã là hoa hậu của cả nhà này rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi ạ. À. Xin mời ban giám khảo ba trao dương miệng cho thí sinh làng đẹp. Sao hồi hộp quá. Trời ơi. Trời ơi, nhìn ai, ai cũng dễ thương, dễ sợ ạ. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè, nào thì cha xếp như hoàng thư. Well,